giật mình tỉnh giấc, các bạn có thấy tiếng gì không ạ? Mỗi lần mình nghe thấy âm thanh này khi về quê là mình biết đó là lúc mình cần bắt đầu một ngày mới. Ví dụ như tập thể dục này, ăn sáng này, hay học tiếng Anh này. Và bây giờ mình đã có mặt tại phòng thu để học tiếng Anh cùng các bạn đây. Và một điều trùng hợp là âm thanh ó và âm o cũng là âm mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Âm đầu tiên là âm o, hay các bạn còn gọi là âm o ngắn. Để phát âm này chuẩn nhất, các bạn hãy để miệng tròn, phát âm nhanh và gọn. Hãy cùng quan sát kỹ khẩu hình miệng của mình nhé! O, o, rất đơn giản phải không nào? Bây giờ hãy cùng luyện tập những từ có chứa âm này nhé! Bottle, bottle, box, box, chocolate, chocolate, clock, clock. Bây giờ các bạn hãy cùng luyện tập với giáo viên bản ngữ nhé! Bottle, box, chocolate, clock, coffee, copy, cost, cross, doctor, dog, gone, got, holiday, hospital, hot, job, lock, long, lost, lot, not, off, often. Bây giờ các bạn hãy cùng luyện tập vào câu nhé. Have you got a lot of shopping? Have you got a lot of shopping? John's gone to the shops. John's gone to the shops. Bây giờ các bạn hãy cùng luyện tập với giáo viên bản ngữ nhé. Have you got a lot of shopping? Have you got a lot of shopping? John's gone to the shops. John's gone to the shops. How much did your holiday cost? How much did your holiday cost? She said the coffee wasn't very good, but I thought it was. She said the coffee wasn't very good, but I thought it was. Âm này trong Anh sẽ được đọc khác với trong Anh Mỹ. Các bạn hãy cùng thử nghe người bản ngữ đọc những câu sau để so sánh sự khác biệt nhé. Have you got a lot of shopping? Have you got a lot of shopping? John's gone to the shops. John's gone to the shops. How much did your holiday cost? How much did your holiday cost? She said the coffee wasn't very good, but I thought it was. She said the coffee wasn't very good, but I thought it was. Sự khác biệt ở đây là gì nhỉ? Đối với người Anh Mỹ, họ sẽ đọc âm o thành a. Các bạn lưu ý nhé. Một trong những âm cùng cặp với âm o ngắn và rất dễ bị nhầm với o ngắn đó chính là âm o dài. Khi phát âm âm o dài, chúng ta chỉ cần phát âm âm o ngắn và kéo dài ra một chút. Các bạn hãy cùng nghe giáo viên bản ngữ phát âm âm này nhé. O, ball, call, fall, tall, wall, water, talk, walk, autumn, saw, caught,
daughter, taught, bought, thought, quarter, warm, born, corner, 40, horse, short, sort, door, floor, before, more, four. Now listen and say these phrases. Quarter past four. Quarter past four. Born in autumn. Born in autumn. Bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe giáo viên bản ngữ đọc những câu sau nhé. Quarter past four. Quarter past four. Born in autumn. Born in autumn. Have some more. Have some more. Walking on water. Walking on water. The fourth door on the fourth floor. The fourth door on the fourth floor. Lưu ý rằng khi âm R đằng sau âm O dài thì người Mỹ, người Ireland và một số người Anh vẫn phát âm âm R này nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe giáo viên bản ngữ phát âm những câu có chứa âm R. Quarter past four. Quarter past four. Born in autumn. Born in autumn. Have some more. Have some more. Walking on water. Walking on water. The fourth door on the fourth floor. The fourth door on the fourth floor. Nào cùng chơi trò chơi này với Emma nhé. Mình có một bức tranh, các bạn hãy nhìn bức tranh này trong vòng 30 giây. Hãy thật nhanh ghi tất cả những đồ vật có chứa âm O ngắn hoặc O dài xuống giấy nhé. Nào, bây giờ hãy cùng điểm lại các từ đó nhé. Bottle, box, floor, dog, ball, door. Rất đơn giản phải không nào? Hãy luyện tập thật chăm chỉ để có thể phát âm chuẩn cặp âm này nhé. Mỗi lần mình quên cách phát âm của cặp âm này, mình thường nhớ đến tiếng Anh cái o đó các bạn. Và để luyện tập thêm, các bạn hãy truy cập vào website của Loud Master. Nhớ like and subscribe để có thể theo dõi những bài học tiếp theo nhé. Còn bây giờ, goodbye and see you around.